Top 3 loài động vật di cư dài nhất hành tinh mà có thể bạn chưa biết. Top 3. Cá voi xám. Quãng đường di cư khứ hồi trung bình 22.000 km. Cá voi xám là một trong những động vật biển có vú di cư dài nhất, chúng bơi từ 8.000 đến 11.000 km hàng năm. Loài cá voi này di cư giữa các khu vực kiếm ăn ở biển Bering và Chukchi với nơi sinh sản và nuôi con dọc bờ biển phía tây vịnh Baja California và phía nam vịnh California. Top 2. Chất mỏ thẳng đuôi vằn. Quãng đường di cư khứ hồi trung bình 29.000 km. Chất mỏ thẳng đuôi vằn thực hiện một trong những chuyến bay không ngừng nghỉ dài nhất trong vương quốc động vật để di cư. Chuyến di cư bao gồm bay từ nơi sinh sản ở Bắc Cực tới vùng ven biển ở khu vực ôn đới và nhiệt đới thuộc Australia và New Zealand. Top 1. Nhạn biển Bắc Cực. Nhạn biển Bắc Cực là loài động vật có quãng đường di cư dài nhất thế giới lên đến 96.000 km. Nhạn Bắc Cực, loài chim có kích thước trung bình, có quãng đường di cư dài nhất trong thế giới động vật. Những con chim di cư từ nơi sinh sản ở phương Bắc tới vùng ven biển Nam Cực, trải qua hai mùa hè mỗi năm.